Chào các bạn, chào bạn Nam nhé. Video này mình gửi bạn Nam ở Thanh Hóa. Bạn Nam có đặt bên mình một mẫu dây ống dẫn bata. Hôm nay bên mình đã làm xong. Mình quay cho bạn xem trước để chiều nay mình gửi hàng. Bây giờ mình sẽ quay gần để bạn Nam xem nhé. Bạn Nam ở huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa có đặt bên mình một mẫu dây ống dẫm có trọng lượng là 3 cây, chiều dài 55 cm. Hôm nay bên mình đã làm xong và mình quay cho bạn xem trước để chiều nay mình gửi hàng. Đây là một mẫu dây ống dẫm đánh bằng máy chứ không phải là dây đúc đấy, rất là đẹp nhá. Một mắt hình quả chám, nối tiếp theo là một mắt nữa có hình con rô ở trên mặt ạ. Đấy, đây là mẫu dây ống rỗng mà bạn Nam đã đặt ở bên mình. Rất là đẹp. Vâng, cảm ơn bạn Nam đã tin tưởng và đặt hàng bên mình nhé. Chiều nay mình gửi hàng thì chắc là ngày kia thì tới Thanh Hóa, bạn Nam để ý điện thoại nhận hàng giúp mình nhé. Video này mình xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Chào các bạn.